Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm món nhúm biển nha các bạn. Món ăn này rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Để mình nói sơ qua cái món ăn này nha. Theo đông y, thịt nhúm biển có vị mặn, tính ẩm, tác dụng bổ thận, ích tinh, dưỡng khí huyết, ích tùy thận. Dùng trị chứng hư nhược, tinh huyết hao tổn, tùy thận hư, ăn kém, sinh lý yếu và các chứng liên quan khí huyết hư. Sau đây là một số món ăn thuốc từ nhúm biển: cháo nhúm biển gạo tẻ, hành, hoa tiêu, muối, bột ngọt, gia vị vừa đủ nấu ăn. Dùng dao tách đôi con nhím, lấy thịt ướp với gia vị và cho mỡ vào xào chín thơm để rang, và cho cháo chín nhừ và cho thịt và trứng vào cháo kèm giá đậu, hành ngò. Bài này rất thích hợp cho người hay bị mệt mỏi và bị ốm. Đó, thì mình cũng mới vừa đọc sơ qua những cái lợi ích khi mà ăn cái món nhúm biển này. Và ngày hôm nay mình sẽ vào bếp và làm cái món nhúm biển nướng mỡ hành nha các bạn. Rồi mình mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Thank you.
cái dĩa này. Wow, hay quá hả? Sơn mở you get that thing? Good, huh? Con chuẩn bị rất trời, có hai con mà nó bay lớn lắm đó trời. Quá nhiều trứng. Để ăn thử cái con này thử coi nó ra làm sao. Cái mỏ cái này còn gỡ nó chưa, nó không có đồ gỡ. Cái này giống hai phóng viên nhà báo. Nó ăn cái chỉ vậy thôi. Đơn thử thử quả chanh là thử coi nha. Ba cái quả chanh. Ăn. Nó béo như điên. Nó béo như điên. Cameraman look. Ok. Cheers. Thấy chưa? Bỉ không? Mấy bay ăn được là ta ăn được à? Nam ăn được là mấy thằng ăn được. How was it? That's good. Ngon nhất nát. Ngon nhất nát. Nạc. Ngon nhất nát.